Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai câu lục bát này không biết từ bao giờ đã thâm sâu vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta, giản dị chất phát như tuổi ấu thơ, gần gũi như chính hơi thở của mình, tha thiết như hồi chuông ngân giữa giờ tĩnh mịch, và rất thật như sự hiện hữu của đất trời. Người xưa đã thử khái quát công cha nghĩa mẹ bằng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy hình tượng lớn lao như thế đó. Hai câu thơ đã trở thành ca dao, là lời ru đồng đàn lưu truyền từ đời này sang thế hệ khác. Nhưng những người con của cha mẹ kính yêu vẫn cảm thấy nó chưa thật đầy đủ, vẫn muốn tô điểm cho càng thêm tuyệt đẹp chân dung của hai đấng đã tạo nên và nuôi dưỡng con cái bằng chính máu thịt công sức của mình, bằng vô vàn nỗi gian truân, hy sinh không bờ bến. Ngôn từ của lòng hiếu thảo, dù thô sơ hay hoa mỹ như thế nào đó, tự chung vẫn là những tình khúc chân thật nhất của nhân loại, bởi nó bắt nguồn từ đáy tâm hồn của chúng ta. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi. Với mỗi người, ai cũng có một miền quê để thương, để nhớ. Dù đi đâu, về đâu, mỗi khi nghĩ về mái ấm gia đình, quê hương, cha mẹ, ta cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Thật vậy, cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bề rộng sông sâu. Ta sinh ra bởi tài đâu, ông cha có trước, rồi sau có mình. Sự tinh hoa của ông bà truyền sang cha mẹ, rồi đến lượt các con, và tiếp đến thế hệ cháu chắt. Cứ thế, và chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đã đủ làm nên tinh hoa của một dòng họ, một dân tộc anh hùng, để người Việt Nam ta luôn tự hào là con rồng cháu tiên. Câu ca xưa, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao,
cụ sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, cụ đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cụ luôn biết quan tâm đến mọi người, nên cụ cũng được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Đối với con cháu xa gần, gái trai, dâu rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận, nề nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nết na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc, có phần về sau. Cụ thương quý con gái, con trai, con dâu, con rể, nội ngoại chan hòa. Cụ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cụ, bên ông, được nhìn cụ hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trăng, cho con cháu cùng được soi chung trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tự tôn. Theo phong tục cổ truyền của người dân Đô Lương, đạo Phật ở nơi đây, lễ nhập quan là do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được siêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng lai, và cũng cầu mong cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Giờ khâm niệm nhập quan với phong tục của người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới, xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh, để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh, em, chú, bác,
mình lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia, mãi mãi chia xa. Vậy là cha đã khuất thật rồi ư? Còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn lòng đau những tái tê. Cảnh sao hoang vắng, cảnh quê u sầu. Giờ đây có biết nỗi xót thương tràn ngập bên người, cảnh biệt ly lòng dạ rối bời. Trời bỗng nổi phong ba bão táp, cha đã yên vị trong cỗ quan tài sang trọng. Chúc người yên giấc mộng ngàn thu. Rồi con cháu và thân nhân trong gia tộc gạt lệ rơi, nhận những tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Người đội khăn tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con lấy đạo nghĩa làm trọng. Những dải khăn tang còn để trên bàn thờ hay xếp gọn trên linh cữu là những người thân chưa kịp về chịu tang. Những nỗi đau quặn xé lòng con cháu, không gian mịt mờ hương khói
trong ánh sáng của những hàng nến lung linh mờ ảo, trong điệu nhạc lâm khúc bi ai nức nở xót thương. Thật là trắng những khăn tang, trắng mái đầu, trắng màu áo trắng, trắng thương đau, trắng màu nắng mới bên hiên vắng, trắng cả chiều hôm, trắng đêm thâu. Họ đội tộc là đại diện, xin cho kính mời quý vị. Xin kính mời các thành viên trong họ ngoại tộc và đại diện miếng. Xin kính mời vào ghế cổ. Ban tổ chức xin ra kính mời. Cha ơi, khi hay tin cha đã qua đời, quy tòng tiên tổ, thì bà con lối xóm, quý khách gần xa, sắp xếp trăm công ngàn việc mà không quản ngại đường xá xa xôi, và dành thời gian công sức đáng kể để thăm viếng, chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự hiện diện của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng. Con cháu trong gia đình ghi lòng tạc dạ, cùng cúi đầu xin được bái tạ. Các đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm dạ tần ngần. Con cháu đáp lễ bội phần, chia sẻ bi khúc trời xuân nhạt nhòa. Linh thiêng ở chốn gần xa, thấu trăng tình cảm mọi nhà viếng cha. Khói hương phảng phất hư không, xin ghi khắc lại tấm lòng gửi trao. Tình quê nghĩa họ dạt dào, chốn bao nhân bản đời bao tấm lòng. Tang quyến cảm tạ tấm lòng, cúi xuống ghi nhận ngàn trùng bái ghi. Âm dương cách biệt chia ly, người về chín suối phục quy thổ thần. Người dương thế cả xa gần, anh em con cháu bội phần tiếc thương. Thank you.
trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì toan gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh lùng, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh lùng, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim.
Thưa hương hồn ông Nguyễn Văn Tư, hôm nay được tin ông 250 về chầu Tiên Tổ, chúng tôi là những cán bộ công nhân viên từ Đồng Hóa Hưng Thịnh, nơi con trai ông công tác. Chúng tôi tới đây xin được thắp nén hương, được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao cùng với gia đình, cầu mong ông yên nghỉ nơi suối vàng. Để tỏ lòng thành kính, chúng tôi xin một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Sau khi đã đi thiền xong, chuyện này còn là gia đình đã tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin cụ, được tin ông 250 quy tòng Tiên Tổ, bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia tăng quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạ dạ và xin được cúi đầu đa tạ.
sương dài bạc màu. Thương cha chiều khô chiều đau, để cho con nhỏ sớm ngày thành nhân. Thương cha đôi mắt thâm quầng, bao năm vất vả một dần trăng. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa tăng chủ, được tin cụ qua đời, đoàn đại biểu tổ dân phố số 4 do ông Đào Xuân Kỳ, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố làm trưởng đoàn, đại diện cho chi bộ đảng, tổ dân phố, các chi hội chính trị đoàn thể, tổ dân phố số 4 và nhân dân tổ dân phố số 4 về đây thắp nén hương thơm, dâng vòng hoa tươi để kính viếng lên hương hồn cụ và chia buồn cùng tăng quyến. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
đời cha từng trải gian lao, vì con mà cha đã phải vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ, ơn nghĩa cha ví tựa núi sông, làm tôn quế tử tươi hồng. Cha ơi, công dưỡng dục ví bằng biển cả, ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết tìm cha nơi nào cha ơi. Đâu còn thấy bóng của cha ra vào nữa. Cha ơi, cha đã già rồi, lòng con ghi khắc đời đời ơn cha. Trời xa biển rộng bao la, làm sao sánh được tình cha muôn ngàn. Nhìn lá vàng rơi lòng con nghẹn ngào, thương cha cả đời vất vả gian nan. Mình cha lo lắng cứu mang, bao gian khổ cha vẫn không mang. Con nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau. Hàng tre khom chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau, cha ân cần nói dặn từng câu. Những lời ru của cha thay mẹ, ôm con vào lòng trời đông buồn xa. Lúc ốm lúc đau một mình cha, nắng mưa dai dầu ôm con vào lòng mắt lệ đậm sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chanh lòng,
lưng cha đã còng, tóc đã bạc phai. Thầm than sơ kiếp oán ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Còn nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau, hàng tre khom chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau, cha ân cần nói dặn từng câu. Lời ru của cha hay mẹ ôm con vào lòng, trời đông buốt xa, lúc ốm lúc đau một mình cha, nắng mưa dài dầu ôm con vào lòng, mắt lệ đậm sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chạy lòng, lưng cha đã còng, tóc đã bạc phai. Thầm than sơ kiếp oán ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Thầm than sơ kiếp oán ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Thường bảo cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của cha của mẹ không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên cha, tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho con cháu tóc xanh, tóc bạc đi để lo lắng cho các con các cháu của bốn phương trời góc biển. Cha mẹ vất vả cả cuộc đời, hiểu như thế biết như vậy. Và chúng con hôm nay là con người, nên hôm nay quỳ bên cha, chúng con cầu mong sự tha thứ của cha cho những đứa con vì cuộc sống không được nâng giấc cha khi cha đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy. Chúng con hứa với cha dưới mái nhà này đây, khi không còn cha, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước nguyện của cha và không để người đời chê trách. Đời cha đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con,
những mong cuộc sống chúng con đẹp thêm như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây nhớ lại, xem thử bản thân mình, chúng con còn thấy nhiều điều sai sót. Được nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đây là việc làm chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với cha kịp thời, khi cha đang cần tấm lòng trời biển của các con. Cha hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm, cha nhé. Chúng con hứa với cha, chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của cha mẹ, và cha mãi mãi là người cha bất tử của chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương để mãi mãi đậm hương vị ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời.
lời mẹ ru như suối mát trong, để con được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, luôn soi đường cho con đi mãi. Con đã được nuôi nấng với bao tình thương, cha mẹ đã dành cho con hết. Suốt cuộc đời sương gió nắng mưa ngày đêm, lo cho con cuộc sống ấm êm. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đòn đất dây. Đòn đất dây con còn xoay còn nói, cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm khát nước nỡ lời không ai hay. Đêm đêm khiếu bóng đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ giữ đàn không dây. Không dây không còn dây còn mẹ của tâm. Kính mời vào, xin kính mời. Con phải mồ côi, mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm khát nước nỡ lời không ai lấy. Trước lúc cha đi xa, con kính chúc cha mạnh khỏe, kính chúc cha yên giấc ngàn thu ở nơi vĩnh hằng, nơi chín suối được yên tâm, được siêu tâm tịnh độ. Xin hết. Oh,
Mời các em của anh Minh Đức anh vào
lời mời tin công nhân viên biệt người tin của mình. Sự sơ phát của anh ra đi không ngày trở lại. Bây giờ đã lại các cháu ngoài bằng chú bằng má bằng cầu. Chắp tay hô trước cửa linh sàn. Cả nhà quỳ ngồi đứng mắt đầy nỗi thế này. Mong tận nhà này phải anh em và cháu chỗ cô để đến biệt cô trước lúc cuộc về quê tỏ. Hôm nay cùng ra đi không ngày cùng trời này. Bây giờ là bữa cơm cho bác cháu thủ cụ. Bác nào pha cho ấm nước trà nhé. Bác ở ngoài pha một ấm nước trà nào. Cho ba cái chén vào đây. Cơm canh chúng con xong sửa. Chúc mình
trân trọng kính mời các quý vị có mặt trong nhà hiếu đứng dậy để dừng lễ chi điểm. Kính thưa các ông, các bà, đại diện cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nâng các con, các cháu của cụ học tập và công tác. Kính thưa các ông, các bà, đại diện cho chi bộ đảng, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể tổ dân phố số 4. Kính thưa các ông và đại diện cho các hội đồng liên, đồng hữu, đồng nghiệp. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, nội ngoại tộc, cô dì, chú bác, thông gia, liên gia, có mối quan hệ với gia đình, nhà hiếu, thưa bà con, tỉnh, xóm, phố, các quý khách, thân bằng, cố hữu, gần xa. Kính thưa hương hồn cụ, cụ Nguyễn Văn Tư, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1943, quê quán Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam, nơi cư trú hiện nay, tại nhà số 6, đường Do Nha, tổ dân phố số 4, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Cụ đã tạ thế vào hồi 6 giờ 56 phút ngày 10 tháng 8 năm 2024, tức ngày 7 tháng 7 năm Giáp Thìn, tại gia đình cụ hưởng thọ 82 tuổi. Cụ Nguyễn Văn Tư sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, nơi quê hương giàu truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và quê hương từ lúc còn nhỏ cũng như lúc trưởng thành. Cụ luôn là một công dân mẫu mực. Cụ đã sớm tham gia xây dựng đất nước. Đầu năm 2000, cụ được nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cụ là công dân gương mẫu, luôn xây dựng tình đoàn gia đình, hàng năm đều được công nhận đạt danh hiệu cho các con, các cháu noi theo. Kính thưa các quý vị đại biểu, từ các giai đoạn đó, với 82 mùa xuân đi qua, gia đình và bản thân cụ cũng có lúc khó khăn, nhưng với sự quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, cụ cùng với vợ, các con, các cháu đã tạo dựng cho mình một cuộc sống gia đình ổn định. Ngày nay, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng cụ vẫn tạo cho mình một cuộc sống thanh bạch, giản dị, chan hòa với gia đình, dòng họ cũng như bà con xóm phố. Là công nhân viên của nhà nước, với gia đình dòng tộc, cụ sống đức độ khiêm nhường, thủy chung nhất mực, hết lòng vì vợ, vì con, vì cháu. Với bà con tình làng xóm phố, cụ luôn là người biết tính trên đường dưới, có trước có sau. Cuộc đời của cụ là tấm gương động viên con cháu học tập noi theo. Các con, các cháu của cụ là những công dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Và sự động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến cụ Nguyễn Văn Tư lời chia buồn sâu sắc nhất, nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Trong giờ phút sao nói hết tình nghĩa người đi xa và người ở lại, nhưng âm dương đã tách biệt. Để tỏ lòng tôn kính nghĩa tình với cụ, thay mặt ban tổ chức, tôi đề nghị các đại biểu, các vị khách quý và gia đình tang quyến cùng toàn thể nhân dân dành một phút tưởng niệm cụ Nguyễn Văn Tư trước lúc về nơi an nghỉ cuối cùng. Một phút mặc niệm bắt đầu. Từ căn tài xin trân trọng kính mời các ông, các bà, các quý vị đại biểu, đại diện các ban ngành, các đoàn thể, chính quyền, cư trú, đội ngoại hai bên và con phố phố cùng bạn bè thân thiết gần xa của gia quyến. Hôm nay gia đình chúng tôi đau buồn tổ chức lễ tang tiễn đưa người thân của chúng tôi và cụ Nguyễn Văn Tư về cõi vĩnh hằng. Thay mặt toàn thể gia quyến, chúng tôi xin bày tỏ
lòng biết ơn chân thành tới các vị đại diện các ban ngành đoàn thể, bà con khối phố, họ hàng hai bên nội ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa của gia đình đã đến dự lễ tang của người thân chúng tôi. Xin cảm ơn nhà tang lễ Lý Lợi, Lê Quyên đã tham gia giúp đỡ gia đình chúng tôi thực hiện lễ viếng, lễ truy điệu. Kính thưa anh của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng trong tang ra bối rối, gia đình chúng tôi có điều gì sơ suất mong các cụ, các ông, các bà, các cơ quan đoàn thể cùng toàn thể chị em thông cảm lượng thứ. Sau đây linh cữu người thân của gia đình chúng tôi sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà tại thôn Quan Nhân, xã Đào Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Gia đình đã chuẩn bị xe khách, kính mời các cụ, các ông, các bà cùng các anh chị em có điều kiện lên xe đưa tiễn người thân chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi đọc trả lời của gia đình xin cảm ơn. Trong giờ phút tống chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng ông lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống thách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc yếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng, vang vào một vùng quê dạo dực trong tim, rung động lòng người. Kể từ đây, ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm nơi ông đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa ông tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếng của ông Nguyễn Văn Tư. Ta đứng đờ tay đứt ruột sốt, máu chảy ruột mềm, mà một con ngựa đau nay cả tàu không ăn cỏ. Nay gia đình đã đưa thi hài của cụ ông Nguyễn Văn Tư về quê nhà. Kính thưa hương hồn ông Nguyễn Văn Tư, được tin ông 250 ngày già, họ Nguyễn Phúc, các ông, các bà, anh em, con cháu về đây, trước hết có vòng hoa tươi và nén hương trầm viếng kính viếng vong linh hồn ông và chia buồn cùng gia quyến. Với tinh thần chung một dòng máu, tay đất ruột xót, máu chảy ruột, anh em con cháu dành một cái tình cảm thương xót để tỏ lòng tình cảm ấy, anh em con cháu dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, thầy này cho ban lễ tang và gia đình trước hết xin cảm ơn các cụ. Và đợt bóng hoa tươi chấp đẫn nhan thơm kinh nghiệm cụ ông Nguyễn Văn Tư xin trân trọng kính mời. Cô các chú, hôm nay em tôi Nguyễn Văn Tư 82 tuổi vì tuổi già cao sức yếu không qua khỏi được, các cháu chăm sóc và bác sĩ tâm hết tình nhiệt tình chăm sóc giúp đỡ để bệnh khó khỏi, nhưng mà vì sức yếu tuổi cao em tôi không qua được giờ phút này, đã làm từ tục cả gia đình ở ngoài phòng sau, hôm nay đưa về quê hương nơi mảnh đất sinh ra chú ý và về với dòng tộc họ Mạc. Tôi được trong chi khi chúc một phút mặc niệm tổ chi hoàng nghi phúc, một phút mặc niệm bắt đầu. Nhưng đã tin được nơi tấm lòng và gia đình các ông, các bà, các bác, là con, là cháu của cụ Nguyễn. Sau đó đem đến nhang đồng thành nữa. Đây là nỗi thương, nỗi đau, không gì bù đắp nổi. Đối với con cháu trong gia đình, đối với bà con trong thân tộc,
nội ngoại đôi bên. Than ôi gió thổi nhà huyên, mây che núi vĩ, âm dương từ nay đôi ngả xa vời. Sương bay chớp lóe bạch vân nghi ngút cõi phù sinh, nến tỏa hương thơm án tỏa, hắt hiu đồ sự tử. Thật đau xót lắm thay, trồi huyên gió bẻ, cõi trăm năm sao khéo hẹp hòi. Than ôi trên tòa bảo vụ lác đác sao thưa, trước chốn giao trì tờ mờ mây hóa, cơ tạo hóa làm chi ngang ngửa thế, bóng khích câu khen khéo trêu ngươi. Chữ cương thừa nghĩ lại ngậm ngùi thay, tình hiếu điệu chưa yên thỏa dạ, ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng biển trời, khôn xiết mấy công lao. Nghĩa sớm hôm ấp lạnh quạt lòng, tớ tóc những niềm chưa trả, ngờ đâu nhà huyên khuất núi, trời mây cách trở muôn trùng, trời tối mờ sương âm dương xa vời đôi ngả. Trông xe hạc lờ mờ ẩn bóng, cám cảnh cuộc phù sinh chưa mấy, gót tim du đã lánh cõi trần lai. Nhưng hôm nay cả phố quê và họ mạc gia đình, hoa lá cỏ cây như cũng sụt sùi rơi lệ. Tử biệt sinh ly là xót xa xiết kể, đau thương này thì trời bể cũng khôn đo. Mong linh hồn của cụ, mong linh hồn của ông, mong linh hồn của cha, hãy thấu cho tấm lòng hiếu thảo của con cháu, cầu cho linh hồn người được siêu thoát thảnh thơi. Thank you.
quê hương, người cha thân thương của các con, người ông yêu quý của các cháu, người con của gia tộc họ Nguyễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Vâng, kính thưa các cụ công, các bà, kính thưa toàn thể nhân dân, xin thầy ông Nguyễn Văn Tư sinh năm 1943, sinh ra và lớn lên trưởng thành tại quê hương thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 82 năm cuộc đời ông qua các thời kỳ vun đắp khắc phục mọi khó khăn, vươn ra quế và kính thưa bà con nhân dân. Ông Nguyễn Văn Tư rời quê lên Hà Nội học năm ông 18 tuổi. Sau đó ông lên tham gia xây dựng khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên. Ông là một trong những lớp cán bộ công nhân viên đầu tiên của nền công nghiệp nặng Việt Nam. Trải qua mấy chục năm công tác tại khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên trên nhiều cương vị và được giao bất cứ nhiệm vụ gì cho bất cứ hoàn cảnh nào, ông đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ông luôn là người cán bộ, người công dân gương mẫu, được mọi người tin tưởng và yêu mến, giải quyết mọi công việc, quản lý có tình, được mọi người kính trọng. Đối với họ tộc, quê hương, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt, luôn mong mỏi quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Ông thường xuyên có những ý kiến đóng góp cả về mặt vật chất lẫn tinh thần với họ tộc và quê hương, được bà con yêu mến tự hào. Thưa toàn thể quý vị, trong gia đình ông đã làm xuất trọng, mặc dù ông đã được gia đình hết lòng tận tình tìm thầy giỏi thuốc tốt chăm sóc tận tình đêm ngày, cay nghiệt thay thắng được bệnh chứ sao thắng được mệnh. Trong cuộc đời này cùng mất đi các con, mất một người cha kính trọng bao dung, các cháu mất một người ông vui tính yêu thương, gia đình mất một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì bù đắp nổi. Họ Hàng mất đi một cây cao bóng cả tỏa mát cho đời. Các ban ngành đoàn thể mất đi một thành viên gương mẫu. Quê hương thôn nhà mất đi một công dân tiêu biểu. Chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ sẽ vĩnh biệt chúng ta về với tổ tiên, vui với chốn bồng lai tiên cảnh, tình đời đứt đoạn, nỗi đau khôn cùng. Giờ này cán bộ và nhân dân thôn nhà xin vĩnh biệt Phương Hồ Đông, một người con của quê hương. Cầu mong cho cụ dưới suối vàng được siêu sinh, tịnh độ, đạo phù hộ độ trì cho con cháu được tiến phát bền vững. Xin chia sẻ nỗi buồn thương cùng quế gia tang gia tộc, và rất mong gia đình hãy nén đau thương sớm ổn định cuộc sống. Trước giờ đưa tiễn ông, tôi đề nghị toàn thể nhân dân cùng các vị dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ngoại tộc, bà con trong xóm ngoài làng, các gia đình thông gia, liên gia, bạn bè thân thích gần xa, anh chúng tôi là cụ Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1943, sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo đã được thầy thuốc tận tình cứu chữa, được gia đình các con các cháu hỏi và đã từ trần về với chư tổ. Nhân dân này chúng tôi, các quý vị đã đến cúng viếng chia buồn cùng với gia đình chúng tôi, tiễn đưa cụ Nguyễn Văn Tư là anh tôi về nơi an nghỉ. Các quý vị, trong lúc ta ra bối rối không tránh khỏi khí thuyết, gia đình chúng tôi rất mong các vị lượng thứ, sau đưa anh tôi là cụ Nguyễn Văn Tư về nơi an nghỉ cuối cùng mồ yên mà đẹp. Gia đình tôi kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể bà con cô bác về địa điểm tại nhà ông Học, gia đình có lời cảm tạ và dự lựa bữa cơm chia buồn cùng với gia đình con cháu của cụ Tư. Vậy một lần nữa xin thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Người ta nhớ khách nghe tờ sinh, sinh tờ là thường thân mến
giải thoát từ trần cho tan lòng tôi ta sống rộng về dài cùng nhau hưởng thái bình buồn cánh hồng vẫy vòng tuyệt vời con tưởng tượng muốn động lòng tình công việc ngắm hồi nên cha cũng đã đến rồi con người ta sống gửi thác về ba vạn chín ngàn ngày nơi chín xuôi ai mà tránh khỏi đến gần huyệt. Trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải qua bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây, nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng thu. Nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương. Ôi, cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Thế là hết
từ nay đâu còn nữa. Nơi dương trần còn lại nắng cỏ xanh, một màu tang dầu dĩ phủ bao quanh, đã che khuất hương hồn nơi chín suối. Lúc này đây họ hàng nội ngoại, chi kỷ thân bằng bầu bạn bước thông ra, là khúc nhạc buồn làm ruột xé lòng đau. Khóc tiễn cha suối đò quý Tây Trúc, cõi niết bàn hội ngộ gặp gia tiên. Cha ơi, trần gian sống gửi thác là thiên thu. Nghĩa mẹ như nước
cuốn chảy ra.